Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. 10 triệu cho một cái laptop hơi khó, nhưng lên tầm khoảng 13 triệu cho một cái laptop thì có vô số sự lựa chọn dành cho các bạn. Nhưng ở trong cái tầm này mà các bạn vừa muốn phải có hiệu năng sử dụng thực tế tốt, vừa muốn chơi game, lại vừa muốn làm việc cũng tốt, lại còn phải phù hợp cho học sinh, sinh viên để mà vừa học vừa chơi, vừa phải làm được nhiều thứ, thì thực sự mà nói thì nó khó vãi cả đạn luôn các bạn ạ. Trước đây thì mình cũng có từng chia sẻ một cái laptop của Asus giá đâu đó tầm khoảng hơn 10 triệu, có một hiệu năng sử dụng rất là tốt bởi vì nó sử dụng chip của AMD. Thế nhưng nếu như các bạn muốn có một cái hiệu năng mạnh mẽ hơn, muốn có một trải nghiệm tổng thể ngon hơn, và quan trọng hơn cả là nó vẫn phục vụ rất tốt được đến cái nhu cầu của bạn có sẵn SSD rồi dùng cũng ngon, thì đây là một sự lựa chọn khác. 13 triệu rưỡi là cái mức giá của con laptop này đã có mặt tại Cellnet cho cái option cấu hình là Ryzen 7 3700U kèm theo với 8GB. Chúng ta cũng sẽ có phiên bản sử dụng Core i5-9300HF, nhưng mà mức giá lên tới tầm khoảng 16 triệu cơ. Thế thì hãy để xem với 13 triệu rưỡi thì cái laptop này có xứng đáng để các bạn mua hay là không nhá. Bắt đầu kia hơn trong video ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ nói một chút về cái laptop này thì nó là Lenovo L340. Và cái phiên bản mình review có mức giá rẻ hơn như thế này, nó sẽ sử dụng chip Ryzen 7 3700U của AMD. Và đương nhiên với Ryzen như thế thì cái điểm cộng của nó các bạn biết là gì không? Chính là cái card đồ họa kèm theo, nó gọi là cái APU được tích hợp phía bên trong con chip ạ. Nó là AMD Radeon Vega 10 Graphics. Thì các bạn cứ hiểu là Vega 11 hiện tại đang là con chip tích hợp mạnh mẽ nhất, thì con Vega 10 này cũng mạnh thực sự, rất là ấn tượng luôn. Và nếu như để mà nói nó tương đương với cả con card đồ họa rời nào thì nó có thể nói là tương đương với GT1030. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn vẫn có một cái thiết bị với mức giá tốt, vẫn có một hiệu năng tổng thể ổn định với cả Ryzen 7 3700U, mà chúng ta lại vẫn có một cái card đồ họa đủ để các bạn chơi một vài những tựa game eSports nhẹ nhàng. Tập trung luôn vào cái vấn đề mà chơi game nhiều bạn cũng thắc mắc và quan tâm đến, thì mình có chơi thử Đột Kích này, mình có chơi thử Liên Minh Huyền Thoại này, thì cả hai tựa game này con Lenovo L340 này không ngán bất cứ một cái thể loại gì cả. Các bạn chỉ cần set cái mức setting medium, ví dụ Đột Kích thì mình chơi max hết luôn, ok, vẫn ổn định ở mức 80fps. Trong cái đó với Liên Minh Huyền Thoại thì nói chung là phụ thuộc vào skin này, phụ thuộc vào khả năng chơi của các bạn, nhưng mà nó vẫn ổn định ở mức trên 60fps trong rất nhiều những mức setting khác nhau. Cơ bản thì mình nhận thấy là khi mà sử dụng chip AMD, cái hay là chúng ta vừa có một cái mức giá tốt hơn, 13 triệu rưỡi, quá tốt so sánh với phiên bản Core i5-9300HF. Đó các bạn thấy chưa? Bên cạnh đó chúng ta lại vẫn có một cái hiệu năng tổng thể ổn định khi mà các bạn chơi game vẫn rất ok như vừa rồi mà mình chia sẻ. Đương nhiên các bạn không thể nào đòi hỏi là bắn PUBG phải như thế này, bắn Call of Duty Warzone phải như thế này, như thế kia. Nhưng mà rõ ràng trong tầm giá khoảng 13 triệu rưỡi như thế thì đây vẫn là một cái mức mà mình đánh giá là hiệu năng nó thực sự rất tốt dựa trên cái số tiền các bạn phải bỏ ra rồi. Nên ok ở vấn đề này nhá. Nhưng có lẽ hiệu năng nó là cái điểm sáng, có thể nói là tỏa ra nhiều nhất mà các bạn nhận thấy trên cái laptop này thôi. Còn lại hầu như những thứ khác mình chỉ đều đánh giá nó mức trung bình và mức khá thôi. Ví dụ như là cái màn hình, chúng ta có kích thước là 15,6 inch, lớp phủ chống chói giúp các bạn sử dụng ở rất nhiều môi trường khác nhau, thậm chí mà như các bạn học sinh sinh viên phải mang đi lên lớp học ạ, thì đây cũng là một cái màn hình mình đánh giá là ok. Nó có độ phân giải Full HD luôn và rõ ràng đây là một cái độ phân giải phổ biến ở trong tầm giá. Thế nhưng như bản thân mình đánh giá thì màn hình của nó sẽ chỉ thực sự phù hợp để giúp các bạn góp văn bản, giúp các bạn chơi game. Chứ nếu như bạn nào muốn chỉnh sửa hình ảnh hay là muốn giải trí thật sự tốt thì cái màn hình này chưa đáp ứng được, tại vì nó không đẹp. Rõ ràng với nhau là như thế luôn. Hay là với cái thiết kế của nó thì đương nhiên chỉ có khoảng 13 triệu thì chắc chắn là các bạn sẽ chỉ có nhựa là chính. Thế nhưng mà những cái phần mặt này hay là mặt chữ C, chỗ phần bàn phím nó vẫn khá là cứng cáp. Và khi mà mình sử dụng để mà gõ bàn phím thì nó cũng không gặp những cái hiện tượng flake hay là nó bị kiểu ọp ẹp quá. Như mình đánh giá thì cái trải nghiệm gõ bàn phím trên cái laptop này là vẫn ok. Thậm chí nó còn có luôn cả cái phím số để giúp các bạn mà có làm việc với Excel, học tập với Excel, thứ gì đó, thì nó vẫn sẽ là một cái phím số giúp các bạn nhập liệu một cách dễ dàng hơn. Nói chung đấy cũng là một cái điểm sáng nho nhỏ của cái laptop này trong tầm giá. Trackpad của nó thì thực sự thì mình nghĩ là nó chỉ mang tính chất vui vẻ mà thôi. Đương nhiên nó vẫn sẽ có những thao tác vuốt, đa điểm khá là xịn sò các thứ. Thế nhưng mà trải nghiệm thực tế thì mình vẫn khuyến khích là các bạn nên sử dụng thêm một con chuột thì nó sẽ cho trải nghiệm tốt hơn.
Và cái này nó mới là cái hay này. Rõ ràng trong tầm giá thì các bạn học sinh sinh viên sẽ vẫn rất cần những cái cổng kết nối thì nó có đầy đủ. Ví dụ như có cổng USB-A, có cổng USB-C, có cổng HDMI để giúp các bạn trình chiếu xuất ra những màn hình lớn tốt hơn. Và thậm chí có luôn thêm cả một cái cổng mạng LAN. Đây là một cái cổng vô cùng quan trọng để mà giúp các bạn có một cái hiệu năng sử dụng Internet ổn định hơn và chơi game nó cũng đỡ lag hơn. Chứ còn cái cạc Wi-Fi kèm theo của con này thì mình đánh giá nó hơi phỏ. Đấy, làm thử luôn Fast Speed Test. Được có đâu đó khoảng 50 Mbps, upload cũng được tầm đấy. Tức là nó không thể nào khai thác hết được cái gói mạng của mình. Và các bạn có thể thấy khoảng 160 Mbps trên con Oppo Find X2 mà mình đang dùng đấy. Wi-Fi của nó không thực sự quá tốt và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý ở cái vấn đề này. Thế nên mạng dây nó vẫn là một sự lựa chọn ổn hơn. Rồi, thêm nữa nó cũng có một thời lượng pin mình đánh giá là không thực sự quá ấn tượng. Theo như công bố của nhà sản xuất thì 5 tiếng, 6 tiếng. Nhưng mà sử dụng thực tế thì các bạn sẽ chỉ có loanh quanh đâu đó tầm khoảng 3 tiếng, hơn 3 tiếng một chút mà thôi. Đấy là các bạn có không dùng những cái thứ gì gọi là quá nặng nề đấy. Và thực sự với cái thời lượng pin như thế này thì nó sẽ chỉ phù hợp dành cho những bạn mà lâu lâu mới cần có cái nhu cầu phải gọi là sử dụng đến pin mà thôi. Chứ còn nếu như các bạn học sinh, sinh viên mà đi ra lớp học các thứ thì có lẽ là trong một tiết, 2 tiết, 3 tiết gì đó thì vẫn ok. Nhưng nếu các bạn muốn ngồi cả một buổi sáng hoặc thậm chí cả một buổi chiều, thậm chí là cả ngày thì không được đâu. Lưu ý kỹ vấn đề này nha. Thế nên chốt lại với Lenovo L340, cái mà các bạn nhận được có thể nói là ổn nhất trong tầm giá này chính là cái hiệu năng và những cổng như là kết nối hay là những cái trải nghiệm liên quan đến gõ bàn phím. Còn lại thì các bạn sẽ phải đánh đổi lấy cái thiết kế của nó dày, nạc và không có mỏng manh sexy gì cả, và phải đánh đổi lấy cái màn hình của nó cũng như là thời lượng pin không thực sự quá xuất sắc. Nhưng nói tóm lại, trong tầm giá khoảng 13 triệu rưỡi như thế thì đương nhiên các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi được một sản phẩm phải thế này thế kia, phải tốt ở cái điểm này điểm khác. Chúng ta phải chọn lấy một điểm tốt để đánh đổi những thứ khác ở mức trung bình, thì mình đánh giá là sản phẩm này hiệu năng tốt là cái quan trọng, còn những thứ khác trung bình ở mức chấp nhận được. Vậy thôi, vậy thì các bạn nghĩ sao về Lenovo L340 Option Ryzen 7 3700U với 8GB, 256GB SSD với mức giá chỉ 13 triệu rưỡi thì nó có xứng đáng hay là không? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Đừng quên là mức giá này mình tham khảo tại Sellnet. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye. Sellnet dạo này bán laptop nhiều phết rồi đấy. MacBook này, LG này, Surface này, Lenovo này, hình như còn cả Dell các thứ nữa, nhiều lắm. Phía bên dưới nhé. Thank you.